Phước Báo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa. Quý vị thân mến, chương trình Bác sĩ Nhi Khoa với khung giờ phát sóng quen thuộc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và một lần nữa chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh thông tin cực kỳ bổ ích về sức khỏe. Và như thường lệ ở cái phần đầu tiên của chương trình, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin sức khỏe Nhi Khoa. Đỉnh dịch nôn trớ tiêu chảy ở trẻ do virus lạ. Norovirus chính là virus lạ đã được gọi tên là nguyên nhân khiến hàng loạt trẻ em bị tiêu chảy, sốt, nôn ói trên cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc trong thời gian vừa qua. Dù norovirus là nguyên nhân chính, nhưng các bậc phụ huynh lại đang hoang mang do nhiều nguồn thông tin cho rằng đây là viêm gan lạ ở trẻ em hay hậu Covid. Đáng chú ý, norovirus rất dễ lây và thường lây lan qua thực phẩm, nguồn nước hoặc tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh. Đặc biệt khi trẻ mắc bệnh khỏi, không có khả năng miễn nhiễm mà vẫn có nguy cơ tái mắc. Điểm nhận diện trẻ bị nhiễm norovirus là trẻ thường đột ngột nôn mửa và tiêu chảy dữ dội, sốt nhẹ, đau đầu, co thắt ở bụng hoặc lưng. Tuy nhiên, bố mẹ cũng đừng quá lo lắng, hãy tuân thủ nguyên tắc điều trị với tình trạng tiêu chảy, nôn trớ do virus nói chung, bù nước điện giải tích cực, hạ sốt khi sốt cao trên 38,5 độ, tránh đồ uống có đường vì chúng có thể làm tình trạng tiêu chảy trầm trọng hơn. Chăm sóc tích cực và đúng cách, trẻ sẽ hồi phục và hoàn toàn khỏe mạnh sau 2-3 ngày. Nếu trẻ nôn trớ tiêu chảy nhiều, không thể bù nước bằng đường uống thì cần cho trẻ đến bệnh viện để được bù nước qua đường tĩnh mạch. Dạy trẻ ăn từ nhỏ, dùng phương pháp gì mới đúng? Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh muốn con ăn nhanh chóng lớn, không bỏ bữa, không biếng ăn nên đã áp dụng sai phương pháp cho trẻ ăn như sau. 1. Cha mẹ để trẻ hết năng lượng và không cung cấp đồ ăn mà quên rằng trẻ con không biết hoặc chưa biết cách diễn đạt cơn đói. Hơn nữa, trẻ cũng quên đói rất nhanh nếu trẻ được chơi trên các thiết bị điện tử hoặc các trò chơi khác. 2. Cha mẹ bỏ bữa chính của trẻ, thêm nhiều bữa phụ và cho uống sữa bù. Trong trường hợp này, trẻ cũng không nhận ra dấu hiệu đói nào cả, thậm chí trẻ có cảm giác được hưởng đặc quyền, cứ thích bữa nào thì ăn bữa đấy. Việc bỏ bữa sẽ dẫn đến trẻ bị mất năng lượng, lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ, ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng và sự phát triển trí tuệ về sau. Vậy, dạy trẻ ăn uống đúng cách như thế nào? Cha mẹ cần nhớ nguyên tắc với ba cách làm sau. Cách thứ nhất, ăn dặm đúng độ tuổi, tập ăn dặm từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc, từ một loại thực phẩm đến nhiều loại thực phẩm. Cách thứ hai, tránh bánh kẹo, nước ngọt, hãy sử dụng món dinh dưỡng phù hợp, dọn ra dưới 8 lần trong ngày, mỗi bữa chỉ nên từ 30 đến 40 phút. Cho bé tự chọn và quyết định số lượng món ăn, chờ đến khi con chấp nhận bữa ăn chứ đừng ép bé. Cách thứ ba, nếu bé từ chối bữa ăn, hãy ngừng và dọn đồ ăn chờ đến lượt sau, nên đợi khoảng 40 phút và cho bé ăn lại. Chú ý, không đe dọa, quát mắng hay tạo hình phạt cho trẻ trong tình huống này, bởi việc làm đó càng khiến trẻ phản kháng và biếng ăn nhiều hơn. Do đó, cha mẹ cần phải kiên nhẫn trong việc áp dụng đúng phương pháp để cải thiện nhanh hơn việc ăn uống của trẻ. Song song đó nên sử dụng các sản phẩm kích thích trẻ ăn khỏe, tạo cảm giác ngon miệng, hỗ trợ chức năng đường tiêu hóa và bổ sung vi chất dinh dưỡng thiếu hụt. Sự kết hợp các loại thực vật mang tới 3 tác động giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cường tiêu hóa, hấp thu bổ sung dưỡng chất từ thiên nhiên mà cha mẹ cần biết đến như dịch chiết hạt cỏ cà ri, dịch chiết ngọn Centauri, dịch chiết rễ cây long đẫn vàng. Thưa quý vị, bậc làm cha làm mẹ chắc hẳn ai cũng đều mong muốn là con mình phát triển một cách tốt nhất, phải không ạ? Tuy nhiên, việc trẻ con ăn uống đôi khi sẽ không thể đúng như những gì mà người lớn mong đợi. Và để cải thiện tình trạng trẻ biếng ăn, có rất là nhiều cách. Trong đó thì có một cái cách, đó chính là bỏ mặc trẻ đói, là một phương pháp để giúp kích thích trẻ ăn ngon hơn. Tuy nhiên, nhiều bố mẹ lại than phiền đã áp dụng cái biện pháp để mặc con đói với mong muốn là bé ăn được tốt hơn. Nhưng dường như là bé không biết đói là như thế nào luôn. Nhiều người lại thấy bỏ con đói thì thương quá, xót quá nên cho trẻ uống thêm sữa để cầm hơi. Vậy, câu chuyện bỏ mặc trẻ đói rồi trẻ tự ăn, điều này có đúng? Hãy cùng gặp gỡ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hậu, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 2. Xin chào Quốc Bảo, chào các khán giả của chương trình. Quý vị ơi, nếu như tất cả quý vị khán giả còn những thắc mắc và những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của con trẻ thì đừng quên là chúng tôi có một tổng đài với số điện thoại rất là quen thuộc, đó chính là 1800 8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả các thắc mắc của quý vị. Và chúng tôi xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi, Apetito, Siro ăn ngon 3 tác động.
nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin được mời bác sĩ Hậu và xin được mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi tình huống của ngày hôm nay nhé. Ôi nè, nè há miệng nha. Ngon ha, ngon ha. Muốn nữa nè. Giỏi 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 giỏi. Không sao. Gì? Trời đất ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Bà chào con nha. Xin lỗi con, bà nói chuyện với ông con chút xíu nha con. Tôi nói trời đánh tránh bữa ăn để cho nhỏ ăn cái đã. Không có ai gì hết trơn. Vậy? Tôi chịu hết nổi rồi. Ông á, tôi không ngờ ông để bụng như vậy. Ông hẹp hòi lắm, con tự ăn đi con. Gì? Trời ơi ha, hồi xưa ông mê tôi. Ông muốn lấy tôi làm vợ mà tôi chê ông. Tôi lấy ông chồng hiện tại của tôi bây giờ. Nên bây giờ ông hận tôi, ông hẹp hòi. Ông muốn trả thù tôi bằng cách là ông để cháu của ông á hơn cháu của tôi, đúng không ông sao? Thôi, cháu bà nói sao? Ông nói á là cháu của ông biến ăn, cho nên là ông sử dụng phương pháp là bỏ mặc nó đói để nó tự ăn. Rồi ông chỉ tôi là làm gì với cháu tôi đi. Tôi cũng bỏ mặc thằng tí cháu tôi ở nhà đói mà nó không hề biết đói, nó không có ăn luôn kìa. Rồi cháu ông bây giờ ăn quá trời ăn là sao? Trời ơi, bà không có biết cái gì hết trơn. Trời, cái phương pháp mà tôi nói với bà đó là đúng nha. Nó đói nó không có đòi ăn, nó ôm nhôm nhách được kìa. Cái phương pháp của tôi là đúng mà cái cách bà áp dụng là sai thôi. Sai gì thì ông nói sao? Tại bà còn nói thiếu gì Nam ơi. Thiếu cái gì? Thấy chưa, tôi biết mà thế nào cũng ém tài mà đúng không? Ông ém thông tin đi hại cháu tôi đúng không? Không, chị Nam đừng có hiểu lầm ba con như vậy. Thực ra là con vẫn có áp dụng cái biện pháp đó cho bé Ngọc mà. Thấy không? Thôi đi, hai cha con mấy người mà phải bình nhau thôi chứ. Thôi, chị Nam đừng hiểu. Phương pháp gì? Giờ bây giờ mà dì Nam không tin á thì con mời bác sĩ chuyên khoa tới giải thích cho dì Nam nghe cái biện pháp mà bỏ mặc trẻ đói để trẻ tự ăn, với lại những cái lưu ý mà mình cần quan tâm khi mà mình thực hiện cái biện pháp đó. Đúng không? Dạ, mời bác sĩ. Thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì có hai em bé. Nhưng ở trong tình huống này thì chúng ta thấy là một bé có vẻ là áp dụng thì thành công, còn bé còn lại có vẻ như là bỏ đói bé cả ngày nhưng bé vẫn không có tình trạng là muốn đòi ăn. Như vậy phải chăng là phương pháp bỏ mặc cho đói này có những sai lầm gì không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ cái quan điểm của mình. Theo tôi á, thì đây chính là một cái cách mà chúng ta nói là huấn luyện cái cảm giác đói và huấn luyện cái cảm giác thèm ăn cho trẻ. Dạ. Thì nó sẽ chính xác hơn. Thế thì nguyên tắc của cái phương pháp này là gì? Là chúng ta biết là khi mà trẻ nó muốn ăn á, thì thứ nhất là trẻ phải đói. Dạ đúng, đúng rồi. Không ạ? À? Mình cũng vậy thôi. Dạ đúng rồi. Thế thì muốn đói là thông thường ở trong cơ thể của mình đó, khi mà các cái dự trữ của các cái thức ăn, các cái chất dinh dưỡng nó giảm xuống thì sẽ có một cái hiện tượng, đó là hiện tượng đường huyết nó giảm đi. Dạ. Và như vậy nó sẽ kích thích cơ thể của em bé tạo ra cái cảm giác thèm ăn. Vậy thì cái cảm giác đói chính là do cái đường huyết nó hạ xuống, đó là cái sinh lý bình thường của cơ thể. Tức là cái đường huyết nó thấp xuống và nó gây ra cái cảm giác em bé nó muốn ăn. Dạ. Cái việc thứ hai đó là nó liên quan đến cái độ trống của dạ dày. Khi mà cái dạ dày nó trống rỗng đó thì về cái cơ chế nội tiết ở trong cơ thể nó sẽ tiết ra một số những cái tín hiệu nó báo từ cái đường tiêu hóa và nó báo lên trên não của chúng ta là cái dạ dày trống rồi, cái đang đường đói. Tiêu hóa trống rồi, chúng ta đói rồi và chúng ta cần cung cấp thức ăn. Yeah. Thế thì nếu như chúng ta muốn cho em bé có cái cảm giác ngon miệng thì chắc chắn chúng ta phải để cái dạ dày và cái đường tiêu hóa trống. Cái cơ chế thứ ba đó là nó liên quan đến cái vấn đề tâm lý của em bé, tức là em bé nó có thích cái bữa ăn đó hay không. Như vậy cái bữa ăn đối với em bé nó phải là một cái mà được em bé chờ đón, tức là cái bữa đó nó sẽ vui vẻ đối với em bé được ngồi chung với lại gia đình. Yeah. Hoặc là em bé sẽ được ăn những cái món yêu thích, em bé sẽ là một cơ hội để được trải nghiệm những cái thú vị, thì như vậy em bé nó sẽ rất là chờ đón cái bữa ăn. Thế nhưng mà tại sao lại có những cái bé mà để đói cả ngày luôn mà bé nó vẫn không muốn ăn? Thế thì ở đây thứ nhất là chúng ta thấy là có thể là em bé này ăn vặt, ăn linh tinh ở trước. Dạ. Đó cho nên làm cái đường huyết nó không thể nào nó giảm xuống cái mức mà gây ra cái thèm ăn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và như trong cái tình huống vừa rồi, nếu như muốn áp dụng cái cách là bỏ mặc cho đói thì đối với trẻ phải thực hiện như thế nào cho nó chính xác và nó tốt nhất cho sức khỏe của bé ? Trên những cái cơ sở như hồi nãy giờ chúng ta trao đổi thì chúng ta thấy là muốn áp dụng được cái này thì thứ nhất là chúng ta phải để cho trẻ đói. Nghĩa là ở những cái bữa ăn đó thì trước đó chúng ta phải chọn những cái thực phẩm nó phù hợp với cái lứa tuổi. Nó làm sao cho em bé nó dễ tiêu hóa, dễ hấp thu và nó không gây ra cái gánh nặng cho cái bữa sau. Yeah. Còn nếu như chúng ta đang cho ăn quá nhiều làm cho em bé nó no rất là lâu, nó không tiêu hóa được thì có thể chúng ta phải trợ cái đường tiêu hóa hoặc là chúng ta phải giảm cái bữa ăn chính xuống, đừng có quá tải.
Cái chuyện thứ hai là những cái thực phẩm ở trong các cái bữa ăn chính đó thì rõ ràng nó phải phù hợp với lại cái khẩu vị của em bé. Chúng ta có thể cho em bé một số những cái lựa chọn để cho em bé cảm thấy nó vui hơn, nhưng mà nó phải phù hợp với lại cái yêu cầu của cái sức khỏe, của cái sinh lý tuổi của em bé. Cái chuyện thứ ba là chúng ta phải giới hạn cái thời gian ăn vặt trước bữa ăn. Bởi vì trước bữa ăn, nếu mà chúng ta cho em bé nó ăn vặt, đặc biệt là những cái thức ăn mà nó có tinh bột, có đường đó, đặc biệt là đường đó, nó sẽ làm cho em bé cái đường huyết nó tăng lên. Như vậy sẽ không còn có cái cảm giác ngon miệng nữa. Cái thức ăn mà em bé nó thích đi, có thể là có lợi cho sức khỏe hoặc không có lợi cho sức khỏe, nhưng em bé ăn quá nhiều vào bữa phụ thì đến bữa chính nó cũng sẽ bỏ luôn. Như vậy là chúng ta phải làm sao cơ cấu cái bữa ăn lại cho nó hợp lý, các cái bữa chính là gì, các cái bữa phụ là gì. Và trên thực tế thì có rất là nhiều trẻ biếng ăn kéo dài mà ba mẹ đã áp dụng từ cách này đến cách khác rất nhiều cách rồi, nhưng vẫn không cải thiện được tình trạng biếng ăn của con. Trẻ biếng ăn kéo dài có thể gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng và vi chất dinh dưỡng. Vậy cần làm gì để hỗ trợ trẻ khi mà trẻ mắc phải những cái tình trạng như thế này ạ? Đúng là khi mà trẻ biếng ăn đó thì nó sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Tức là khi em bé biếng ăn thì em bé sẽ không nhận được đầy đủ các cái chất dinh dưỡng. Và khi không đầy đủ các cái chất dinh dưỡng thì cơ thể sẽ mệt mỏi, các cái cơ quan hoạt động không tốt, ở trong đó có hệ tiêu hóa. Thế thì như vậy là em bé nó lại càng uể oải, càng khó chịu, càng không ăn được và lại càng thiếu các cái dưỡng chất. Mà chúng ta thấy là có một số những cái dưỡng chất nó có thể ảnh hưởng đến cái sự ngon miệng của em bé. Chẳng hạn như protein, tức là đạm đó, hoặc một số những cái vitamin, một số những cái khoáng chất, đặc biệt là sắt nè, kẽm nè. Và nếu em bé nó thiếu thì bắt buộc chúng ta phải bù để cho nó đủ trước. Cái thứ hai, chúng ta phải xác định cái tình trạng là em bé có đang khỏe hay không. Nếu như em bé nó đang bệnh mà chúng ta không loại trừ, không chữa được cái bệnh đó, mà chúng ta cứ bỏ đói em bé thì vô tình chúng ta sẽ làm cho em bé nó không tăng trưởng và thậm chí là nó thụt lùi nữa. Như vậy thì bác sĩ có thể tư vấn giúp cho các bà mẹ đang theo dõi chương trình của chúng ta ở nhà những giải pháp để giúp trẻ hạn chế tình trạng biếng ăn kéo dài. Thì đầu tiên hết đó là chúng ta phải xác định là em bé của chúng ta có bệnh hay không và chúng ta chữa bệnh là cái chuyện đầu tiên. Cái thứ hai là với những cái nguyên tắc để tạo ra cái cảm giác đói và để cho em bé có cái cảm giác thèm ăn thì tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là chúng ta phải xác định cái lứa tuổi của em bé là như thế nào, cái tiêu hóa, cái sinh lý về hấp thu như thế nào để chúng ta lựa chọn những cái thức ăn nó phù hợp với lứa tuổi. Cái bữa ăn đó phải được chế biến cho nó phù hợp với cái hệ tiêu hóa của em bé. Và các cái bữa phụ thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm các cái dưỡng chất. Tuy nhiên chúng ta không được để cái bữa phụ nó quá nặng nề, nó quá nhiều với những cái thức ăn nó không phù hợp với lứa tuổi, nó sẽ làm cho cái bữa tiếp theo em bé nó mất cái cảm giác thèm ăn. Chẳng hạn như với rau ua thì dễ tiêu hóa, chúng ta vẫn chọn được, nhưng mà ăn ở mức độ vừa phải chứ không phải là quá nhiều. Và huấn luyện cho em bé cái việc là đến giờ ăn thì sẽ ăn. Và thường cái bữa ăn của em bé chúng ta chỉ kéo dài khoảng 30 đến 40 phút. Còn nếu em bé không ăn, em bé ngán rồi thì chúng ta nên dừng lại và chúng ta sẽ bù ở những cái bữa ăn sau. Chứ chúng ta không nên một cái áp lực là em bé bắt buộc phải ăn hết chừng đó. Bất kỳ một cái gì gây ra căng thẳng và ép buộc đối với em bé thì đôi khi sẽ tạo ra những cái tác dụng ngược. Và ở những quốc gia khác, chẳng hạn như là ở châu Âu hay là châu Mỹ, thì người ta cũng sẽ có những cái kinh nghiệm. Ví dụ như là để có lợi cho cái hoạt động của hệ tiêu hóa thì người ta có thể bổ sung những cái tinh chất từ cái cỏ kari, nó sẽ giúp tăng cường tiết ra cái dịch vị và men tiêu hóa. Hoặc là những cái tinh chất mà dẫn xuất từ cái cỏ centauri cũng là có lợi cho mật. Và như vậy là cái hấp thu các cái chất béo nó cũng sẽ tốt hơn, em bé sẽ có cái cảm giác đói bụng và ngon miệng hơn. Và những cái em bé mà biếng ăn trong một thời gian dài, bị thiếu các cái vi chất đó, thì người ta có thể sử dụng những cái phấn hoa. Bởi vì trong phấn hoa đó thì rất là giàu những cái acid amin, có thể có đến 22 cái acid amin và có đến khoảng 18 cái loại men khác nhau. Những cái enzyme đó nó sẽ tham gia vào cái quá trình tiêu hóa, đồng thời là rất là giàu các cái vi lượng để giúp cho em bé cảm thấy khỏe khoắn và có cái cảm giác ngon miệng, đặc biệt là phục hồi ở sau những cái đợt em bé bị bệnh hay là bị chán ăn. Và từ cái mầm của cái lúa mạch hoặc là cái men bia thì mình cũng hay nghe nói đến, thì ở trong đó nó rất là giàu các cái vitamin nhóm B, chẳng hạn như là B1 hay mình hay gọi là thiamin, B2 là riboflavin, hoặc là B3, rồi có thể B9 acid folic, B12, tức là rất là nhiều những cái nhóm B, nó sẽ có lợi cho cái việc mà tiêu hóa và sử dụng năng lượng từ tinh bột. Và có những cái vi chất nữa sẽ giúp cho em bé nó có cái cảm giác ngon miệng, hỗ trợ ở trong cái những cái giai đoạn mà em bé nó biếng ăn. Và khi mà sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ thì chúng ta phải lưu ý lựa chọn những cái thực phẩm mà nó có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất với các cái dây chuyền công nghệ, nó được chứng nhận bởi các cái tiêu chuẩn của thế giới, chẳng hạn như là GMP của EU hay là GMP của WHO, và được Bộ Y tế của chúng ta
công nhận. Nếu như mà được thì là chúng ta sẽ chọn những cái thực phẩm mà được nhập khẩu chính thức. Và xin được cảm ơn rất là nhiều những kiến thức bổ ích đến từ bác sĩ. Và ngay bây giờ xin được mời bác sĩ Hậu và mời tất cả quý vị khán giả sẽ quay trở lại tình huống của ngày hôm nay nhé. Thấy sao? Thấy người ta nói chưa? Thấy cái người có khoa học ta nói chưa? Dạ, trước hết là cảm ơn bác sĩ. Dạ, sau hết là xin lỗi hai cha con. À, bà xin lỗi con luôn nha bé Ngọc ơi. Tại vì không nói lòng ai sốt ruột cháu quá. Dạ, anh ơi. Dạ, rồi ơi, hứa từ nay là cho cháu ăn đúng bữa nè ha. Rồi không có bỏ mặt trẻ đói lâu quá. Dạ. Để nó ham chơi cái nó quên ăn luôn. Đúng rồi, rồi không cho ăn snack hay bim bim gì đó mà cho ăn bữa phụ nè. Rồi cho ăn dưa ô với bé Ngọc vậy nè. Ừ, con mà bác sĩ nói là phải cần bổ sung vi chất cái gì. Cái gì mà đồ ăn ngon cho trẻ đó con. Dạ đúng rồi, thiệt ra là con vẫn áp dụng biện pháp đó. Nhưng mà có một bí quyết nữa. Bí quyết đó gì? Đó là siro ăn ngon. Đây là siro ăn ngon ba tác động, có thành phần 100% thảo dược chuẩn hóa châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa hấp thu tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật. Dạ, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, mà đặc biệt là dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Vị ngọt thanh dễ uống. Bé Ngọc mới vừa hết nè, con đi ra mua cho bé Ngọc. Rồi sẵn con tặng cho chị Năm. Thấy không? Ngủ đi cho cô tí. Cảm ơn con nhiều lắm dạ. Nghe. Trời ơi, được mỗi quá. Mỗi lần qua đây kiếm chuyện là có quà đi về vậy đó. Trời biết rồi, con dễ thương y chang má của con vậy đó. Và quý vị thân mến, nếu như tất cả quý vị khán giả có những câu hỏi, những thắc mắc nào, đừng quên chương trình của chúng ta có một số điện thoại tổng đài quý vị nhé. 1-800-8070. Các chuyên gia của chương trình sẽ sẵn sàng để giải đáp tất cả thắc mắc của quý vị. Quốc Bảo xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi, Appetito, Siro ăn ngon 3 tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Hậu ngày hôm nay đã đến đây và cung cấp rất là nhiều kiến thức để cho quý vị phụ huynh, tất cả quý vị xem đài có thể là giúp con em mình trở nên tốt hơn về cái phần sức khỏe và đặc biệt là bữa ăn cho bé nữa. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa vào khung giờ phát sóng quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và bác sĩ Hậu phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán giả rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ông muốn lấy tôi làm vợ mà tôi chê ông. Tôi lấy ông chồng hiện tại của tôi bây giờ. Nên bây giờ ông hận tôi, ông hẹp hòi. Ông muốn trả thù tôi bằng cách là ông để cháu của ông hơn cháu của tôi, đúng không ông Sáu? Tự nhiên qua làm nguyên tràng à. Bà nói tôi để bụng hả? Tôi thấy tôi không phải là cái người để bụng mà cái người đó là bà đó. Sao?